Tình hình an ninh tại Biển Đỏ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng khó lường sau các cuộc không kích chớp nhoáng của liên quân Anh Mỹ nhằm vào các cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát ở Yemen ngày 12 và 13 tháng 1. Trong phát biểu mới đây, ngoại trưởng Anh David Cameron lên tiếng bảo vệ các cuộc không kích do Anh và Mỹ tiến hành nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh, các hành động của Houthi là bất hợp pháp và gây nguy hiểm cho khu vực. Cảnh báo đã được đưa ra hết lần này đến lần khác. Chúng tôi đã đưa vụ việc lên Liên Hợp Quốc và có một tuyên bố rất rõ ràng ở Liên Hợp Quốc về tầm quan trọng của tự do hàng hải. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Chúng tôi coi hành động quân sự là biện pháp cuối cùng. Bản thân các cuộc tấn công có giới hạn, cân đối, có mục tiêu, hợp pháp, nhưng chúng cũng cần thiết. Trước đó, khi đang vận động tranh cử tại bang Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ đáp trả thích đáng nếu Houthi tiếp tục có các hành động gây hấn, nhà trắng khẳng định Mỹ không muốn có chiến tranh với Yemen và chỉ nhằm ngăn chặn bất kỳ sự leo thang xung đột nào trong khu vực. Tuy nhiên, về phía Houthi, nhóm này cho biết các cuộc không kích của Anh Mỹ không có tác động đáng kể nào đến khả năng quân sự của nhóm trong việc tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Đồng thời nhấn mạnh chỉ ngừng tấn công khi Israel chấm dứt các chiến dịch quân sự ở giải Gaza và cho phép cung cấp thực phẩm và thuốc men cho người dân tại đây. Những diễn biến đến từ hai phía khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về một kịch bản xấu tại khu vực, khi mà các bên đều hiểu rằng căng thẳng sẽ không thể nào được giải quyết gói gọn sau các cuộc tấn công vũ trang. Phát biểu trong chuyến thăm Cairo hôm 14 tháng 1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi quấy rối tàu dân sự, duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu và trật tự thương mại quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh, Hội đồng Bảo an chưa bao giờ cho phép bất kỳ quốc gia nào sử dụng vũ lực chống lại Yemen và các bên nên tránh đổ thêm dầu vào lửa ở biển đỏ, làm tăng thêm rủi ro an ninh chung của khu vực. trong khi đó, tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayyip Erdogan thì chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Tất cả những gì họ đã làm chỉ là sử dụng vũ lực một cách không cần xứ mỹ hiện đang thực hiện việc sử dụng vũ lực không cân xứng này theo cách tương tự ở israel và palestine iran đang xem xét cách họ có thể tự bảo vệ mình trước tất cả những điều này anh đã luôn luôn đồng hành cùng mỹ trong suốt quá trình và sẽ tiếp tục làm như vậy họ đang biến biển đỏ thành biển máu dư luận cho rằng các cuộc tấn công của liên quân anh mỹ chỉ có tác dụng dập tắt các cơn sóng nhất thời đang nổi lên tại biển đỏ nhưng vẫn còn đó những cơn sóng ngầm địa biển đỏ hay trung đông lặng sóng không có cách nào khác là các bên phải đạt được một thỏa thuận đó có thể là thỏa thuận công khai hay một thỏa thuận ngầm nhưng cần sự nhượng bộ đến từ tất cả các bên